Xin chào mọi người. Hôm nay Vân sẽ cắt tóc cho Cẩm Linh với mọi người. Thì hiện tại ở bên sẽ các dịch bệnh đang tăng rất là nhanh chóng, mà hầu hết bây giờ là các tiệm nail, các tiệm tóc, các quán ăn đóng cửa ấy. Thì bây giờ tóc Cẩm Linh dài rồi, mà bây giờ phải cắt gọt tỉ cho nó gọn gàng, ngày mai là sinh nhật Cẩm Linh ấy. Cho nên bây giờ cắt tóc cho Cẩm Linh nhá. Cắt tóc đẹp nhá. Nhá. Cắt tóc nhỉ. Đi cắt tóc nhỉ. Rồi. Bắt đầu đi ra ngoài cắt tóc thôi. Rồi bây giờ vẫn sẽ dùng cái tùy rạc này với mọi người. Xẻ ra xong nó buộc vào vào cổ ấy để làm giống như cái khăn choàng ấy. Thì nó khỏi tóc nó bay vào người nó bẩn. Dùng là tùy rạc to to này. Bình thường thì bàn tay Vinh là ra ngoài tiệm cắt, với Cẩm Linh cũng ít cắt vì Cẩm Linh tóc ngắn ấy. Nhưng mà bây giờ tóc dài lắm rồi thì phải cắt chứ không nhìn nó. Wow, đẹp nhở. Cắt tóc nhá. À mà xịt nước được rồi, ok. Cắt một tí thôi mà. Nha. Đấy, Cẩm Linh ngồi ngoan chưa? Cắt cho Cẩm Linh nha, kiểu tóc tuổi thơ của mọi bé gái nha. Nuôi mãi 2 năm từng mái tóc nhỉ. Cẩm Linh nhỉ. Anh thì mày cắt nó yên nó. Cắt một tí thôi nhỉ. Mình nuôi tóc dài Cẩm Linh nhỉ. Con nó có quay nhỉ. Yên nè. Thank you.
nhìn đâu chứ. Đó. Xong rồi, tiếp theo đến bàn tay Vinh nè. Bàn tay Vinh hôm nay cũng bảo là muốn mẹ cắt tóc giống như em ấy. Thôi ok, mẹ cắt cho luôn. Mày 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 mày
Nhìn đẹp trai như thế. Như vậy là Vân cũng đã cắt xong tóc cho cả hai bé luôn. Bé trai thì khó cắt hơn đấy mọi người, bởi vì cắt tông đơ này không quen ấy thì nó sẽ bị lém ngoém. Vân cắt như thế này trông cũng khá là ok đấy mọi người. Vậy là hôm nay cũng tiết kiệm được gần khoảng gần 500.000 Việt Nam nếu đi cắt tóc ở tiệm bên này đấy mọi người nhé. Nhưng mà cũng ok chứ nhỉ. Rồi bây giờ sẽ cho bạn David đi tắm gội để lát nữa sẽ sấy lại tóc nha mọi người. Quay đi, quay đi, quay đi. Rồi.
Video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau. Nếu yêu quý Vân và thích những video của Vân thì xin mọi người hãy đăng ký, nhấn chuông để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.